Thưa quý vị, Tết với bất kỳ người Việt Nam nào cũng là khoảng thời gian thiêng liêng. Với bà con kiều bào thì Tết lại càng trở nên đặc biệt để nhớ về quê hương, nguồn cội, trở về với những phong tục, giá trị văn hóa, truyền thống. Và hiểu được ý nghĩa đó cũng như thể hiện được sự quan tâm tri ân đóng góp của kiều bào, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ kiều bào tại các quốc gia châu Âu từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1. Đoàn đã có buổi biểu diễn đầu tiên tại lễ hội Tết ở thủ đô Berlin, Đức, mang đến nhiều ý nghĩa đặc biệt cho gần 1.000 bà con kiều bào. Tin do phóng viên HTV đi cùng đoàn thực hiện. Giữa cái lạnh trời Âu những ngày tháng 1, trong khán phòng này lại là không gian của sự ấm cúng, gần gũi và sôi nổi. Những giai điệu quen thuộc, da diết cùng không gian Tết truyền thống giúp cho mỗi người Việt tại Berlin như chị Quỳnh Anh cảm nhận rõ hơn về quê hương. Cũng sống ở đây khá là lâu rồi, cho nên là những lúc mà được mời đến dịp Tết cộng đồng ấy là mình cảm thấy rất là vui. Cái bài hát về quê hương và những cái Tết cộng đồng sẽ mang lại cho những cái giới trẻ bên này lại những cái phong tục và những cái truyền thống của người Việt Nam tại Đức ở đây. Sự ủng hộ của khán giả là niềm vui với nghệ sĩ. Với mỗi nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, niềm vui này còn được nhân đôi, thêm lẫn tự hào khi được phục vụ bà con kiều bào nơi phương xa trong những ngày xuân về. Trang cảm thấy nó rất là hạnh phúc bởi vì là nó không chỉ là một cái niềm vui cho mình trong ngày Tết, mang lại cái nắng ấm của quê hương đến với kiều bào xa nhà, mà đó cũng như một cái sứ mệnh. Và Trang cảm thấy một cái nguồn năng lượng rất là tích cực từ nguyên một cái đoàn nghệ sĩ. Họ sẵn sàng bỏ lại cái Tết của riêng mình ở đằng sau để mang một cái Tết khác tới cho những người xa nhà, xa xứ. Đặc biệt là một cái dịp lễ Tết quan trọng như thế này thì thực sự là muốn đem cái tiếng đàn của mình tới với càng nhiều người càng tốt. Trong chuyến đi lần này thì Sở Văn hóa Thể thao Thành phố cũng đã xây dựng chương trình nghệ thuật với kết cấu gồm các loại hình văn hóa nghệ thuật đặc trưng tiêu biểu và nó mang sức sống trẻ trung của thành phố. Chương trình còn mong muốn thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ kết nối thắt chặt hơn nữa tình cảm của kiều bào đối với quê hương đất nước. Thưa quý vị, cùng với những giai điệu quê hương da diết đến từ đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thì những gian hàng truyền thống như thế này đã thực sự mang lại một mùa xuân đậm thắm đầy hương sắc cho bà con kiều bào đang sinh sống tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Rất là đáng quý tại vì là ở đây là rất là ít có những cái dịp để mà tập trung đông người Việt và có những cái nét văn hóa cổ truyền như thế này. Trong nhiều tháng vừa qua thì cộng đồng người Việt Nam của Đức rất là háo hức và đã chung tay để chuẩn bị cho ngày Tết ngày hôm nay. Đó là một lễ hội như chúng tôi vừa nói rất là lớn và rất là tưng bừng. 3 năm nay mới có một lần vì dịch bệnh. Điều mà kiều bào thực sự là mong đợi và háo hức được thưởng thức đó là món quà Tết rất tuyệt vời của đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ đã không quản đường xa tới chia vui và mang lại món quà tinh thần không gì so sánh được cho cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trước đó, đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã đến chào và chúc Tết Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Nhiều phần quà mang giá trị đặc trưng của quê nhà như lời chúc năm mới và càng thêm khẳng định tình cảm, sự trân trọng của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho kiều bào vì những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố và đất nước.